bác này. Cô đi làm cái mà đâu cho được đường hết, ok nhá. Chị, ê, ra đây nói máu. Bắt đầu. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Lạc Đường Vlog. Mình hôm nay mình được bác Lạc Đường dẫn đi ra ngoài. Tèm chúng mình rất vui. À, rất tuyệt vời nào. Tiếp. Nào. Tên gì nào? Ồ, đi với bác hôm nay kia bác còn biết tên mới gọi. Tên là Hưng. Tiên. Tên à? Hello các bạn, mình tên là Hưng. À. Đây là đây, con cháu. Cháu tên là Hưng rồi. Cháu tên là Hưng à? Vâng, của tên là Tiên. Bạn, mình tên là Tiên. À, đấy, thế này mạnh dạn lên chứ đi. Chạy đồng quản mới mạnh dạn lên. Tiếp tục, anh ngoài cùng. Hello các bạn, mình tên là Đảng. À. Hello các bạn, mình tên là Thành. À, dụng một răng đây gì? Ăn ngô dụng một răng đúng không? Hello các bạn, mình tên là Hoàng nhá. À, Hoàng béo, Hoàng mập. Đây, có chuột rồi, chăm chăm. Đó, vấn đề là từ để xem. Lộ lắm. Niềm vui của chiến thắng. Mới được hai con. Mỗi hai con thế này chết rồi. Thôi, tiếp tục đi, cứ đi đi. Đi thêm lúc nữa thế nào. Ôi. 3-4 cái hàng này, ra cái thà này, cái tổ này. Cái này cuốc thì hỏng một bờ đó. Lâu. Rồi tính hút. Mấy bác cháu mình ra đây hôn đi. Mấy bác cháu thì cuốc chuột một mùa. Không được lại hôn. Không biết nó chui chỗ nào. Mấy cái xiên à? Đây, 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 xiên thế này. Xiên chặt tay vào. Đấy, đây, 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 con xiên đây. Đợi, 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 đợi. 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 Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em đưa bọn trẻ trong làng đi trải nghiệm một ngày ở ngoài trời, đi cắm trại đi bí. À, các bác thấy đấy, không khí rất chi là vui. Hello, hello các bạn nhá. À, lại thêm. Chào các bạn nhá. Ờ, tốt. Giờ đi học về à? Sáng là mấy bác cháu rủ nhau là đi, hôm nay đi cuốc chuột các bạn. Thế nhưng mà được mỗi hai con là thôi. Đây, quay sang là nướng xúc xích với ngô rồi các bạn. Tập trung nướng vào cái than này kìa. Nướng vào cái than này là chín này. Đây này, này, thế này thôi. Thôi chết, thôi chết. Thế nào mày nướng thế nào, đen xì thế này, ăn thế nào mà có lắm. Đây, nướng được chỗ này thôi. Đấy, nướng được cái chỗ than này thôi. Thế nào, năm nay học sinh giỏi chưa? Con à? Ôi giời, tốt nhỉ. Chị học sinh giỏi rồi á. À, thanh niên. Đi bắt chuột, đuổi chuột, chuột nó đuổi cho mất dép này. Em mới đâu? Đây. À. Ôi giời ơi. Ai đi đuổi chuột chạy mất dép. Này. Em lại phải mua cho rồi các bạn. Mới chín chưa? Đấy, bé đôi dắt cho nhau ăn chín ăn dần. À, cái video đầu tiên này thì có liên quan đến tụi nhỏ nên em chưa chuẩn bị nhiều. Đằng sau bác sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Có băng này thẳng thôi mà nó nghịch như quỷ sứ sáng giờ các bạn. Mệt thật đấy. Thôi được rồi,
trải nghiệm này nó mới vui nhá. Hôm nào cho ra ngoài sông sinh tồn nhá. Bóc bì bim ra. Đấy, nó nướng này tàn tác hết rồi các bạn. Đấy, giờ đến bì bim ngô. Giờ em được nướng chuột này. Đấy. Loài tải ghê. Ngoan nhá. Ngoan thì mỗi tuần ta cho đi, giữa bác cho đi du lịch một lần. Đi picnic này một lần. Đấy, đi ngoài cắm trại ngoài trời này một lần. Đấy. Về nhà game cũng bỏ đi nhá. Tập trung vào học vào. Cuối năm là có giấy khen ra bác thưởng nhá. Mang giấy khen ra bác cho thưởng. Hả? Ơi giời ơi, cứ gõ giấy khen là được nhá. Đấy, đi nếu mà đi picnic thế này ấy, thì không được tự ý nhá, không được tự ý xuống nước này, trèo cây này, thấy chưa? Không được tự ý dùng dao hoặc là dùng lửa nhỡ cháy nhà người ta ấy, nhá. Đấy, hôm nay qua sông thì bác sẽ nấu cơm lam che cho ăn. Không phải đói như hôm nay nữa, không ăn ngô nữa. Cho vào ống này. Cho vào cái ống tre. Đấy, hứa hẹn với này cái tụi này, tụi nhỏ này từ tuần trước, tuần này em mới cho chúng đi được các bạn. Đấy. Háo hức suốt từ hôm qua giờ thôi đi. Đấy, chấm siêu cay đấy, chấm đi, ăn được không? Cái này nó không cay lắm đâu mà, ăn ngon mà. Đấy. Ui, chuột được 2 con các bạn, các bạn. Đứng vào gươm. Đấy, bọn này nó ăn xúc xích rồi, ăn ngô rồi thì xem thằng nào nó ăn cái này nữa thì mỗi thằng miếng. Đứa nào ăn được cái gì? Ôi giời ơi. À, được rồi, từ từ bình tĩnh. Cái thịt chuột này nó hơi ướt cho nên nướng cũng phải cần nướng nó lâu lâu một chút thì nó mới róc bớt đi. Mà bớt nước đi thì ăn nó ngon. Thôi lần sau đây trưng chắc trưng nhị lần sau tôi mua rồi các con ạ. Mua lấy cân chuột về. Cái thằng nó mất dép cả nó nhỉ. Mua cân chuột. Cái nhìn ui, quá ngon các bạn. À. À. Từ từ sao vào chia ra. Ngồi vào. Ngồi vào. Nhà đầu đi có phải không nhỉ? Cái này mà mỗi thằng một con ăn ngon. Quá ngon các bạn. Cái này mà mỗi người được con phải bỏ công không? Chết đi thật. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ngon không? Ngon. Ngon đấy. Thơm không? Ngon lắm. Ngon luôn. Quá ngon luôn đấy. Đấy, đi mua chút thịt vào để nướng tiếp. Đang đói đây. Rất ngon các bạn. Đấy. Đáng ươm luôn. Đấy, chúng nó ăn, chúng nó đi, giờ đi chơi lại tiếp tục lại mua xúc xích nữa. Giờ em được ăn. Ra đi. Nào ra vào sông bác mua cho cân tôm nướng. À. Ra đi nấu cơm nam nữa. Con trẻ thích lắm các bạn. À. Giờ em mới lại được ngược lại cái thời tuổi trẻ của bọn này. Thế đi Dân Châu cái vòng nhãn này là ngày xưa các bác là nhất quý nhi ma đấy. Quá ngọt các bạn. Mình kêu ít quá. Để mất nhiều chuột quá không làm nào được. Con trẻ này nó không biết bắt. Và chưa đây còn chưa biết nhá. Được. Rồi này cho mình chấm siêu cay. Chưa có bắt à.
cái gì vậy? Chưa ăn. Bọn trẻ đang nhắc lại cái vụ ăn bịa các bạn. Một tuần đi một lần thôi. Để chúng mày học 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 tốt rồi nha. Bỏ game đi nha. Lên trên mạng nha. Nếu lên trên mạng ấy thì tìm xem các Tamao TV hoặc là những cái người nào ấy, người ta có những cái câu nói hay ấy, xong rồi mang đi quay phim với bác nhá. Học những cái đấy nhá, không đừng học game nhá. Đấy, tương lai về rồi các bạn ạ. Sự sống về nơi à? Phải sự sống. Đây. Thần tự ống mới về suy à. Đây, thanh niên mất dép, chuột đại chạy đuổi mất dép, chết rồi. Đây, đây, tiếp tục đi các bác này. Đấy, nướng xúc xích. Ôi trời, chết rồi, cái này của bác toài rồi. Toài rồi. Ơi. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Nhớ nha, nếu mà các cháu mà thứ bảy mà được nghỉ ấy, thì ra ngoài quán bác, xong rồi bác dẫn đi. À, không thì chủ nhật. Lại đi 7 giờ nha bác. Đi từ 8 giờ, mùa này nó 8 9 giờ đi đến 3 4 giờ chiều là về. Được rồi bác. Cả có chỗ đi. Đi từ mấy giờ? Đi quanh quanh nhà làng mình thôi, không đi xa được đâu. Nhá. Đấy, phải ngoan đấy, về nhà phải xin phép bố mẹ. Bố ơi, mẹ ơi, là mai con ra nhà bác làm đường, con đi chơi với các anh, các chị. Nhá. Đấy, bố mẹ cho đi thì mới được đi. Nhá. Anh Tuấn kìa. Tuấn bây giờ cũng xuất hiện. Anh còn game nữa không anh? Anh còn ạ. Vẫn còn game gì? Bỏ game đi nhá. Tao bỏ rồi. Bỏ game đi. Đi lên trên mạng ấy, gặp anh Tam Mao hoặc gặp các anh kia ấy. Học những một số học cao. Hả? Học cao. Ừ. Học cao sinh tồn. Cho nó chết anh em ơi. Học cái hay ấy, đi với bác chưa? Không được học game, không còn được nói bậy nhá. Anh ba phải TV. Ai? Anh ba phải. Ba phải TV ở đâu? Miền Nam. Ôi giời ơi. Sao chúng mày học những cái đi nhanh thế nhỉ? Đi với bác rồi mai kia bác sẽ chỉ cho cách nấu ăn nhá. Nấu ăn nhiều cái nấu ăn lắm, ngon lắm mà. Cuộc thi vua đầu bếp. Được rồi, hôm nào cho chúng mày. Đây là thi vua đầu bếp. Bác này cho đội đi. Bác cho đội bác ạ. Đội á? Vâng. Con với Tuấn, với Tiến. Thật không? Thật. Thật thì hai đội, ba con này. Không, biết nấu ăn. Biết nấu ăn gì? Con không biết. Con biết. Con biết. Hôm nay có 6 người. Con biết hết. Chia làm 3 đội. 2 đội. 3 đội. Không. Không, hai đội thôi, cứ ba đội chúng mày không làm thế nào được. Tuấn, Hoàng, Tạo hết. Thì nào bác lấu, lấu cái gì? Bây giờ bác sẽ mua một số món ăn về, xong rồi chúng mày tự chọn, tự lấu. Hay ạ. Gà rán đi, gà rán. Gà rán á? Khoai tây rán. Cú lang chiên. Về anh em học cách làm gà rán đi. Ờ, được, 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 thằng này thông minh đấy. Về học đi, xong rồi ra bác mua. Về bác mua dậy. Ờ. Xong rồi ba mai ra đây bác mua xong rồi chúng bác mày. Bác chụp mày hả? Ừ. Không, đến thứ bảy chủ nhật này. Là thi đầu bếp à? Ờ, thi đầu bếp. Cho chúng mày thi đầu bếp. Thứ bảy lại câu cá chuyển sang đấy. À, chỉ cứ đi đi xong rồi. Thích. Chiều thứ sáu luôn bác. Con sắp không. Buổi chiều quay video có khi không kịp. Chấm chiêu cay vào. Đây đây. Đây, chấm siêu cay đây. Ôi giời ơi. Vâng, như vậy là video của Lạc Đường trải nghiệm với lại lũ trẻ một ngày trên vòng nhãn của làng Đồng Quan. Thế đây là kết thúc. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Lạc Đường. Về nha, về ngoan nha.